Hello, à, ông già Noel bố trí à, xin thân ái à, chào các bạn ha. À, sắp tới Noel rồi thì mình cũng cố gắng là à, đem những món quà nhỏ nhỏ tới cho các bạn. Món quà của mình đó là những cái uh, chia sẻ cũng như những cái tâm sự để giúp các bạn có thể có những cái kiến thức, có những cái uh, hành trang để chuẩn bị cho cái việc mà các bạn quyết định qua đức du học ngày đó nó được thuận lợi, nó được suôn sẻ thì mình cũng nói với các bạn là mình nhận được một cái thông tin của một bạn đưa cho mình thì cái thông tin này làm cho mình cảm thấy là mình phải dồn tâm huyết để làm những cái video chia sẻ để giúp cho các bạn có cái hành trang tốt nhất để sang đức du học ngày cho nên mình đề nghị các bạn là đừng bỏ lỡ một cái video nào của mình sắp tới ha mình đang là bơm máu bơm máu <laughs> giống như cô hằng là một người mà live stream mà đang là hot nhất việt nam tức là lập những kỷ lục việt nam đó có thể đưa cô vào danh sách là sách kỷ lục việt nam đó ha live stream hơn cả triệu người theo dõi ha mình tèo tèo mình mà livestream chắc chừng à, vài chục người thôi à, bởi vì cô cô nói là cô à, chơi khô máu sao rồi cô sẽ bơm máu lên chơi tiếp ha <laughs> bây giờ mình cũng phải theo cô mà mình bơm máu lên mình chơi tiếp với các bạn trong cái vấn đề mà sang đức du học nghề ha bởi vì mình nhìn thấy là các bạn nhiều bạn còn À, bởi vì các bạn mình không trách các bạn đâu các bạn sống bây giờ nó sướng sướng quá người ta nó sướng quá quá rồ ở bên này người việt mình hay dùng cái từ để mà nói con cái mình nó sướng quá nó quá rồ các bạn sướng quá các bạn không có khổ như đời mình các bạn không có gì mà phải mà, mà ép các bạn dồn tới chân tường hết cho nên các bạn coi cái việc du học nghề được thì được không được thì ta nhảy cái này nhảy cái kia ha chứ không phải như cái thời mình ha thời mình là có một con đường thôi không lựa chọn đâu đi một là đi hai là về ha À, thì chính vì cái điều đó nó làm cho các bạn nó cái ý chí các bạn nó nó mềm yếu cho nên gặp khó khăn là các bạn khổ sở các bạn lai like, hoai không biết làm sao vượt qua ha à, thì bây giờ mình đang bơm máu bơm máu để mà mình ra những cái video thật là tâm huyết để mình hy vọng là những cái video của mình nếu mà có cơ duyên với nhau các bạn xem các bạn có thể uh, định hướng được các bạn có thể uh, nghĩa là như là con cá con cá chép vượt dược vũ môn ha bởi vì mình mà lấy được cái bằng học nghề ở đức là các bạn đã thành hóa rồng rồi đó mình đang là con cá chép ha mới học b 1 thì mình mới qua đức mới là con cá chép thôi thì để vượt cái vũ môn này thì mình hóa được rồng có nhiều bạn vượt không nổi à, nhiều bạn vừa không nổi cho nên là các bạn ấy khổ sở ha, ai chẳng muốn hóa rồng ha, nhưng mà cái cái vũ môn mà tháng nó mạnh quá, mình không chuẩn bị sẵn, mình mong là bây giờ các bạn nào đang học ở Đức mà xem được cái video của mình, mà các bạn thấy là các bạn uh, dính vào cái trường hợp này, đó, thì mình cũng đưa ra cho các bạn cái hướng để giải quyết ha, uh, rút kinh nghiệm để giải quyết cái khó khăn của mình. Còn các bạn nào đang chuẩn bị sang Đức để du học ngày thì các bạn hãy xem đó là một cái hành trang gói vô cái hành lý của mình <laughs> gói luôn để mình làm một cái uh, chuẩn bị tinh thần để mình vượt vũ môn các bạn ha uh, um, ở trong cuộc sống mình uh, nói triết lý chút trong cuộc sống nó không có gì dễ dàng đâu mà mình phải vượt qua vượt qua được rồi thì mình mới lên cái đỉnh cao được ai muốn lên núi cao á lên núi được ở đỉnh núi mình mới thấy là cái tầm nhìn mình nó rộng ra ha thì giống như đội Việt Nam vậy. muốn vào chung kết bây giờ là đang ở vòng ngoài phải đá từ từ phải bơm máu mỗi trận phải bơm thì đá muốn vô chung kết được thì phải tập luyện nè phải cố gắng nè cùng với huấn luyện viên bác không sơ ha chứ không phải nói là con đường nó đi cái là vô được chung kết để mà ôm cái cúp không phải dễ thì các bạn cũng vậy các bạn đang đá ở vòng ngoài ha muốn mà được vô chung kết ôm cái bằng lấy được cái bằng đào tạo nghề ở Đức chúng ta phải nỗ lực ha chứ không phải là uh, một tí cái là uh, nhảy qua được cái thác nó không dễ vậy đâu ha dài dòng lại dài dòng xuống ngày dài dòng rồi bây giờ uh, mình đề nghị các bạn đừng bỏ video nào của mình trong những video sắp tới ha mình dồn tâm huyết của mình á để mình làm bây giờ có một bạn là thông báo với mình biết là bạn ấy được thông tin của các bạn ở bên Đức đang học nghề thì các bạn ấy đã bỏ giữa chừng rồi chuyển nghề rất là nhiều bạn ấy nói là nhiều quá đó thì uh, cái nguyên do mà các bạn ấy là bỏ giữa chừng hoặc là chuyển nghề á là chương trình học khó thứ nhất thứ hai là thực tập nó vất vả thứ ba là nhiều nơi chủ và đồng nghiệp không tốt đây là ba cái nguyên do mà làm cho các bạn ấy phải bỏ giữa chừng à, rồi chuyển qua nghề khác đó à, bây giờ à, mình sẽ phân tích à, những cái nguyên do này rồi mình đưa ra những cái hướng để điều trị <laughs> mình là ông bác sĩ đi mình đưa ra thuốc cho các bạn ha các bạn có uống hay không là các bạn phải cố gắng ha phải uống thuốc thuốc đắng nó mới giả tật giống như đội việt nam mà không chịu luyện tập thì đừng hỏng ha và các bạn cũng vậy ha các bạn muốn lấy được chung cái, cái cúp cái bằng các bạn phải luyện tập ha rồi bây giờ mình nói cái việc đầu tiên là chương trình khó thứ nhất bạn dấp phải chương trình khó theo mình là vì tiếng đức có những cái việc sau đây là thứ nhất là vì tiếng đức của bạn chưa tốt cho nên bạn không hấp thu được hết những cái gì thầy cô giảng dạy trên lớp bạn không hấp thu được bạn không hiểu được thì bạn thấy nó rất là khó đó à, và một cái điều nữa là hôm nay không hiểu ngày mai người ta giảng tiếp một đề tài mới nữa lại không hiểu nó chồng lên nó chồng lên nó chồng lên nó chồng lên, nó chồng lên cái này chưa giải quyết xong nó chồng cho cái khác nó chồng lên nó chồng lên như vậy thì bạn thấy là việc học khó khó thiệt luôn <laughs> giống như mình học phổ thông thôi mình học toán nhất là các bạn nữ mà học toán không hiểu bài cái là không không hiểu toán được thì uh, nó mình học dở toán Thằng đó mình không hiểu mình không biết cách làm nó mình biết là cái mình dễ rồi bạn nam thì học ngôn văn thấy khó không hiểu trong khi nữ thì giỏi hơn ha thì mình nói là thứ nhất là do tiếng đức của bạn nó không đủ Trình độ cho nên là bạn không hiểu được bài Không hiểu người ta giảng cho nên bạn gặp khó Thì bạn phải khi bạn Hiện tại thì bạn phải cố gắng Rèn luyện chứng đức của mình lên Giống như là bạn phải lấy một kinh nghiệm Như cái bạn mình kể đó Bạn ấy đã dùng cái smartphone Bạn thu âm lại hết Cái bài giảng của thầy cô Tối về mở lại, tra cứu lại Để mà uh, hiểu được vấn đề Đó bạn ấy học điều dưỡng ha thì bạn ấy phải làm cách đó bạn ấy nói là mình phải làm cách đó thì mình mới thành công được bạn ấy nói là bạn ấy đã không dưới 5 lần muốn bỏ cuộc các bạn bạn ấy nói với mình như vậy bây giờ thì bạn ấy lương là 18 đồng rưỡi một giờ ha bạn ấy học xong rồi ừ, ra rồi một bạn nữ ha bạn ấy nói là con đã, đã từng nhiều lần bỏ cuộc muốn bỏ cuộc nhưng mà rồi con đã quyết định là phải chiến đấu tiếp hả thì mình nói là cái tiếng đức thứ nhất là tiếng đức chưa tốt mình không hiểu là mình sẽ khổ đó cho nên các bạn phải rèn luyện tiếng đức ngay từ ở nhà thật là tốt học ở trường chưa đủ đâu bạn phải lên mình đã nói nhiều video là bạn phải lên phải xem trên thêm trên mạng nữa xem người đức nói nghe người đức nói bạn phải luyện được kỹ năng nghe và nói tốt hơn kỹ năng viết thì bạn mới thành công trong việc học ha bạn phải chú ý điều đó muốn luyện kỹ năng này thì phải lên mạng mở nghe người ta nói rồi mình phải tập nói nữa phải tìm được bạn đức nào bên đức nó lên mạng là quen với họ nói bố xua nói nói riết mình sẽ thành một phản xạ nói và nghe cứ nói bố xua không cần đúng đâu a 1 a 2 gì nói được hết á ha không có cần đúng văn phạm chính tả gì hết cứ nói sao cho người ta hiểu mình rồi người ta nói mình hiểu là được rồi lúc đó mình vô mình học sẽ không bị đụng cái vấn đề là tiếng đức rồi thứ nhất là bạn đụng vô tiếng đức bạn bị sốc ha thứ hai là phương pháp dạy ở đức khác phương pháp dạy việt nam bạn bị sắp luôn cái vấn đề này ở việt nam á, là học lý thuyết nhiều thực hành ít bởi vì điều kiện thực hành không có đó, hoặc là có rất hạn chế còn ở đức là học kiến thức một thực hành phải hai phải ba đó. Ở Việt Nam là quen Chúng ta quen học cái kiểu là thầy cô á, Từ trên giảng xuống sao Bạn phải học đúng vậy Học như con vẹt Làm bài tập bạn kiểm tra Trả lời đúng như thầy cô nói là được điểm cao Bên Đức chưa đủ Mình có nói trong một video rồi Bên Đức như vậy là chưa đủ Nếu bạn chỉ đúng như con vẹt thôi Người ta cho bạn 50 điểm trung bình thôi Không cho bạn điểm cao được Đó. Bên Đức là ở trường thầy cô giải cái gì bạn về bạn phải thứ nhất là nắm vững những vấn đề đó, thứ hai là bạn phải ví dụ thầy cô cho bài tập, tài liệu bạn phải làm hết. Con mình học ở phổ thông nha. Cho bài tập về phải làm cho bằng hết, làm không hết là vô sẽ bị đánh điểm, à, đánh đánh dấu ha, đánh nhiều lần là sẽ kêu cha mẹ lên đó. Cho nên là khi thầy cô đã ra bài tập bạn phải làm hết. Và bạn phải lên mạng tìm những tài liệu để giải quyết những bài tập đó. Chứ không phải là bạn chờ thầy cô Thầy cô ở bên Đức người ta không đưa đâu Người ta bỏ lên mạng đó Vào cái trang đó 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 đó, đó. Hoặc là tới thư viện đó, tìm những cái sách đó 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 Về nghiên cứu Để mà học nha. Học cái đề tài mà thầy cô đã giảng dạy cho bạn Nghiên cứu mà học Rồi khi họ kiểm tra Thì họ cứ đánh vậy thôi <laughs> Chứ không phải là người ta giảng hết ở Trên lớp đâu, giảng trên lớp là không đủ đâu Mà về phải tra cứu tài liệu Tức là học ở nhà ở gấp gấp đôi gấp hai lần học ở trường bên đức kiểu học của họ là như vậy các bạn tức là họ gợi ý thôi còn mình phải là người tích cực tức là bên đức là học là phải chủ động học chứ không phải là thụ động học ở việt nam mình là mình học thụ động thầy cô làm hết giống như thầy cô là nấu nướng sẵn hết đưa ra món ăn mình chỉ ngồi mình nhai thôi nhai thuộc á lần sau á là trả bài đúng vậy là được điểm cao còn đức không phải vậy đâu họ chỉ bảo bây giờ ví dụ mình nói đi bây giờ món nấu nấu món cà ri họ họ chỉ nói là có món muốn nấu món cà ri thì gia vị như vậy mua nguyên liệu như vậy như vậy thầy cô bảo là phải sẽ xào nấu như thế này này rồi thôi tự mình phải đi chợ tức là tự bạn phải lên mạng tìm hiểu thêm những kiến thức đó đó bạn phải suy nghĩ là tự cái nồi cà ri đó người ta, người ta nói vậy 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 đó phải mua con gà sao đó thì bạn có tự lên mạng tìm được con gà ngon cái đó là chuyện của bạn không phải chuyện của thầy cô không phải thầy cô đi mua con gà ngon cho bạn ha mình nói ví dụ cụ thể rồi tìm được khoai tây ngon, tìm được khoai lang ngon, rồi tìm được bắt đầu bột cà ri ngon đó là chuyện của bạn người ta chỉ bảo là cần bột cà ri cần khoai tây nhưng mà để làm được cái món cà ri ngon bạn phải tự xào nấu đi thì ở bên đức người ta dạy kiểu vậy là ta gợi ý thôi tất cả những vấn đề khác bạn phải tự tìm hiểu xử lý và uh, giải quyết những vấn đề mà bạn được học đó được bạn giải quyết đi thầy cô không làm chuyện đó cho nên là cái cách học của việt nam mình mà đem qua đây học các bạn sẽ rất dài dài đó mà như vậy các bạn sẽ thấy khó khăn nó ơi học bên đức khó quá nó không phải khó, mà tại cái kiểu của nó khác mình uh, không chịu tìm hiểu mà mình thấy nó dội nó dội ngày trước ngày sau mình cứ dội dội mình nói rồi mình nói khó rồi mình nói chán nản mình nói trời ơi tôi tưởng qua đức học là ngon lành lắm dễ lắm lương 3-4 ngàn sao mà vô không nổi <laughs> nó không phải vô không nổi đâu tại vì mình không phân tích nó ra rồi mình uh, kiểu như là cái kiểu dạy của người ta khác rồi mình không chịu năng động lên, mình cứ thụ động, mình cứ muốn là Bài sẵn cho mình hết thì không được. Nếu bạn cứ cái kiểu đó thì bạn sẽ không thành công trong việc học ở Đức ha. Tức là học ở Đức bạn phải nâng tầm hiểu biết của bạn hơn là trong lớp nữa, trong lớp chỉ là cái gợi ý thôi. Về nhà bạn phải làm ha. Cho nên là muốn khắc phục điều này. Thứ nhất là bạn phải học thật là giỏi tiếng Đức. À, là nhất là luyện kỹ năng nghe và nói thật là tốt nha, kỹ năng nghe nói rất quan trọng trong việc học. Thứ hai, bạn phải thay đổi cách học, tức là bạn phải học tích cực, học chủ động lên, không có học kiểu thụ động của Việt Nam ha. Đó là hai cái mà mình thấy là trong cái việc học bạn nói là học khó, nếu bạn dính vào hai cái này và bạn thay đổi được hai cái chuyện này thì mình nghĩ là việc học nó sẽ không khó đâu. Nha. bởi vì hôm qua mình vừa gọi điện hỏi một cậu học uh, điều dưỡng năm thứ hai mình nói là đó ở việt nam các bạn ấy nói là học khó cháu thấy thế sao cháu học có bị khó không bạn ấy nói không có khó đâu bác mình phải siêng <laughs> mình phải siêng ở việt nam thì mình mới học được bác chứ không phải khó đâu đó. Đó. con thấy không có khó mà mình phải siêng năng hơn nhiều phải học cực hơn nhiều đó. À, bạn ấy là sang năm bạn sẽ tốt nghiệp ha học tới năm hai rồi à, sang năm là giờ này rồi bạn ấy sẽ tốt nghiệp á thì bạn ấy nói là hiện tại trong ký túc xá còn mình con ở thôi các bạn khác đã tốt nghiệp hết rồi và khi có lương các bạn ấy ra thuê nhà riêng ở không ở ký túc xá nữa thuê vô nung thuê nhà ở hết rồi Đó là lương các bạn ấy cao hơn mà ra đi làm lương cao hơn mà còn có bạn là đón được vợ con qua luôn rồi ha tại vì làm lương cao bạn làm lương bạn cao đủ để thu nhập bạn sẽ được đón vợ đón chồng qua luôn ha nước đức bây giờ dễ trong cái việc đó như thời mình là khó ha thời mình không dễ như vậy đâu rồi đó là về cách học cái thứ hai rồi các bạn ấy nói là thực tập vất vả đúng là như vậy các bạn ở đức làm việc mình à, đã từng nói trên một video là làm ra làm chơi ra chơi không phải nhàn nhàn như ở việt nam đâu ở đức khi mà chúng ta bước vô làm việc thì cái cường độ làm việc của nó là mình phải gồng lên này mình gồng giống như mình nói mình vô diễn lão mình cũng làm phải gồng lên vì mình nhỏ con hơn người đức mà ha thì có những cái nơi những công việc của nó là mình phải gồng lên có những nơi mà bạn hên bạn làm nó nhàn nhàn cũng khỏe nhưng mà mình nói nói chung là ở đức là nếu bạn làm á là làm phải cật lực bạn làm phải dồn hết tâm sức mà làm thì bạn mới không thấy là uh, mình bị tuột lại ha thì những bạn nào mà ở nhà chưa đi làm, cứ mà cha mẹ học phổ thông, cứ về hỏi có gì ăn, hôn nhà vô có ăn, ăn xong lên, ôm cặp táp lên, ôm lấy lên, lại đi học tiếp, chưa đi làm bao giờ, đụng vô đi làm, bạn ấy sẽ thấy vất vả. 4 năm giờ sáng phải dậy, mùa đông này lạnh, dậy rồi ăn vội ăn vàng, mà ăn có gì đâu, đâu phải như ở Việt Nam, bước ra phở, bún... Uh, các cái món ăn sáng ở Việt Nam nó phong phú lắm các bạn ha nó dễ ăn còn bên này chỉ cả bánh mì thôi sáng cả bánh mì hoặc là ăn bẩm uống sữa thôi hoặc là luộc trứng ăn thời mình mình cũng luộc trứng mình ăn ha nghĩa là cái ăn uống nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình các bạn không quen đi làm chưa quen đi làm hoặc đã là đi làm Việt Nam thì làm kiểu nhàn nhàn chưa quen cái kiểu làm gọi là hết ga như của người Đức hay mình nói vậy đơn giản đi cái là bơm máu lên mà làm mà người Đức họ làm vậy các bạn không quen cho nên đi làm các bạn nói là thực tập nó vất vả vất vả nha các bạn hãy rèn luyện cho mình một cái sức khỏe một cái cái cái, cái tư tưởng là làm ra làm chơi ra chơi ha người Đức họ có thể làm cái công việc có thể là kéo dài 10 tiếng một ngày 12 tiếng một ngày là bình thường ha kể cả những người làm cho chính phủ nha giống như cái cô mà làm ở chỗ quỹ ban ở nhà mình nè à, cổ nói là thứ năm là cổ phải làm tới 19 giờ đêm đó thứ sáu thì làm tới 4 giờ chiều thôi hai 2 giờ chiều thôi nghĩa là cái ngày thứ năm là cái ngày dài nhất thường các phòng ban ở đức các công ty ở đức mà làm văn phòng thứ năm là ngày dài nhất người ta làm tới 19 giờ đêm lận để người ta bù ngày hôm sau thứ sáu người ta nghỉ sớm để người ta có những kế hoạch cuối tuần gì đó nó ở đức nó như vậy đó các bạn chứ không phải như việt nam mình có đúng 8 giờ vàng ngọc không phải vậy đâu nó có ngày nó sẽ làm tới 10 mười tiếng đồng hồ 12 tiếng đồng hồ rồi ngày khác làm có 4 tiếng à có hai tiếng à đó nó kiểu như vậy đó chứ không phải như nhà mình cứ 8 tiếng đều đều 8 tiếng đều đều không phải như vậy ha tức là có những công ty sẽ làm 8 tiếng đều đều nhưng mà có những cái công ty là như giống như thời mình đông đức là một ngày mình làm tám là 10 tiếng các bạn rồi thứ sáu làm có tới 2 giờ chiều thôi đó. đó. như vậy đó tức là cái kiểu làm của người đức họ khác nhà mình bạn phải, phải chuẩn bị cái sức khỏe chuẩn bị tinh thần là sẽ có những ngày mình làm tới 10 tiếng 12 tiếng đó rồi có những ngày mình làm có bốn tiếng thôi hoặc hai <laughs> tiếng thôi ha phải chuẩn bị cái điều đó, đó. giống như là các bạn mà làm về tiếp viên hàng không đó, khi mình bay về việt nam mình hỏi các bạn ấy á, thì đấy một một chuyến bay như vậy nó dài như vậy các bạn ấy cũng có làm chia ca làm cũng có khi làm 10 tiếng ha rồi các bạn ấy nói là người ta không cho mình biết lịch bay đâu cho biết rất là ngắn để làm sao lúc nào bạn cũng phải chuẩn bị sức khỏe tinh thần đầy đủ để bạn đảm nhiệm cái công việc của bạn thì ở đó cũng vậy bạn đừng có cuối tuần ăn chơi xả láng rồi vô đầu tuần bạn làm không nổi à, lúc đó bạn sẽ thấy là vất rất vất vả lúc nào bạn cũng phải chuẩn bị cái sức khỏe của mình nó thật là một trăm thì bạn đi làm đi thực tập mới không thấy vất vả ha nhất là các bạn nữ nữ ở nhà à, được cha mẹ chiều <laughs> quen rồi qua đây chịu không nổi ha thì để khắc phục cái vấn đề này nghĩa là thứ nhất là bạn phải làm quen với cái kiểu làm việc của người đức là làm thật là cật lực và có thể là kéo dài 10 tiếng, 12 tiếng một ngày ha. Để khắc phục vấn đề này thì chúng ta phải thường xuyên tập thể dục thể thao, mình vẫn tập mỗi ngày nha các bạn. Phải thường xuyên tập thể dục thể thao, các bạn đừng xem thường thường tập thể dục thể thao, nó sẽ giúp các bạn có cái đề kháng và giúp các bạn có sức chịu đựng. Ha. Mình tập không cần nhiều, mình tập 10 phút, 20 phút. Mình có hít sâu, mình thở đều rồi mình có mình là mình có sự khởi động á. Thì khi mình làm việc mình sẽ có sự dẻo dai, chịu đựng tốt hơn, mình không quá mệt mỏi ha, mình tập trung được hơn. Là để khắc phục điều này thứ nhất là bạn thường xuyên tập thể dục thể thao, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ bạn cũng tập. Đừng có lười ha, bạn lười thì bạn chịu thua đó, mình nói là nếu bạn qua Đức mà bạn lười thì kể như là công trình của bạn học được tới B1 Đóng hai ba trăm triệu qua Đức là nó đổ sông đổ biển hết ha. Không có lười phải tiếp tục. Thì bạn mới lấy được cái bằng ha. Khi nào lấy được cái bằng đi đúng đó lười sao ha. Bây giờ phải cố học để lấy được cái bằng đã. Chừng nào đã đi làm lười sao cũng được. Nhưng bây giờ đang học là phải cố gắng giống như là đội Việt Nam. Bây giờ phải cố gắng luyện tập. Chừng nào lấy được cái uh, cái cúp rồi đó. Rồi hẳn lười sao ha. Thường xuyên tập thể dục thứ hai là bạn phải sinh hoạt. Ăn ngủ điều độ đúng giờ. Đó, nó mới giúp cái sức khỏe của bạn tốt bạn phải có sức khỏe tốt thì bạn đi thực tập nó mới tốt được ha đừng coi phim quá đừng có lướt mạng quá rồi đừng có bia bọt nhiều quá ha cái gì nó cũng đúng giờ đúng giấc người đức họ cũng vậy thôi họ cũng phải đúng giờ thì họ mới có cái sức khỏe như vậy ha họ cũng không dám coi phim nhiều thức khuya nhiều đâu ha họ cũng không dám lướt mạng nhiều đâu thứ ba là cái vấn đề là nấu ăn bạn phải chuẩn bị ở nhà bạn phải tập nấu ăn đi học nấu ăn đi còn bên đã qua bên này á thì phải lên mạng học nấu ăn đi bởi vì sao mình nói như vậy mình ở lâu đức mình biết cái thức ăn đức nó không hợp với mình nó không hợp rồi mình ăn mình ngán mình ngán mình ăn không nổi ăn không nổi mình không có sức đó cho nên là mình phải tập nấu ăn để mình tìm mình nấu những món ăn hợp khẩu vị với mình ha mình xem trên mạng đó nghĩa là mình phải ăn uống hợp lý nè phải đủ chất nè đủ năng lượng nè mình không có mà giữ dáng nhất là các bạn nữ hay giữ dáng không dám ăn ha sợ mình mập ha bên đất này khó mập nổi ha bạn ăn đi rồi bạn ra bạn làm nó hết nó hết xíu quá bạn không ăn bạn sẽ không có sức rồi bạn làm không nổi nha rồi bạn nói vất vả quá bạn phải ăn hả ăn uống điều độ ha ăn đủ chất không có sợ mập sợ béo gì hết mà ăn để mình làm <laughs> bạn còn trẻ nó không mập nổi đâu nó khi nào mà bạn lớn tuổi rồi chứ giờ còn trẻ cứ ăn thoải mái đi thích cái gì cứ ăn đặng có sức mà làm nhưng mà ăn uống điều độ chứ không phải là lúc thì ăn quá trời lúc thì nhịn như vậy là nó không điều độ hại cái bao tử của bạn ha cố gắng nhất là trong ngành nhà hàng sắc sạn á nhiều khi do các công việc làm việc của mình mình uống nước cái giờ giấc nó ăn không được à, đúng á thì mình phải tìm cách nha các bạn thấy. tìm cách ăn sao cho nó đúng giờ đúng giấc đó là tùy hoàn cảnh của bạn các bạn biết ha rồi không nên kiêng khem nha không nên để giảm cân nha mà phải là đủ sức khỏe nha cái này rất quan trọng đó bây giờ là đang mùa đông nè cái vấn đề này là các bạn phải để mặc đủ ấm trong mùa đông các bạn đừng có thấy em trời hơi mắm lên là mặc không đủ ấm bạn bị cảm bạn bị cảm mà bị trúng gió là sức của bạn nó xuống ngay đó ở bên này chúng ta có một thân một mình thôi bị cảm ai nấu cho cảm cho mình đâu ai cạo gió cho mình đâu đó cho nên các bạn phải giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm lạnh đừng để bị trúng gió mà phải mặc đủ ấm vô ha rất là quan trọng ha mình có thể mình sẽ phải làm một cái video về cái phương thức chống lạnh ở đức ha để các bạn có kinh nghiệm chứ các bạn mới qua nhất là ở sài gòn quen ấm rồi qua đây đụng lạnh một cái là cảm suốt ngày đó không đi học nổi cứ sụp xịt xì mũi <laughs> nhất là các bạn nữ ha thì rất là khổ cho nên mình mới nói là bây giờ nếu các bạn đang ở việt nam hãy luyện tập thể dục thể thao hàng ngày phải luyện cái sức khỏe của mình hàng ngày cho thật tốt đi chuẩn bị là vừa kiến thức về tiếng đức vừa thể lực của mình ha và uh, nấu ăn sinh hoạt mình phải nhớ là mình đã ra khỏi vòng tay của gấu mẹ vĩ đại rồi, không còn ho te mama nữa đâu. Tất cả ở bên Đức mình phải tự lập hết, làm một mình hết. Cho nên là mình phải sống độc lập thì ngoài cái việc sống một mình, không có người hỗ trợ rồi mình phải học nữa, phải đi làm nữa, mọi thứ nó sẽ là dồn vô mình nha, sẽ mình phải chuẩn bị tinh thần. Nó dồn cho mình thì là con cá vàng này muốn vượt vũ môn là phải phóng lên đi, không có ai mở không có bố mẹ ở dưới hay anh chị ở dưới bợ lên nữa đâu ha, tự mình phóng lên. <laughs> Cố gắng nha các bạn. Đó là cái vấn đề thứ hai là thực tập uh, công việc vất vả ha. Là nếu các bạn dính vô thì các bạn thử làm cái cách của mình đi, phải khắc phục nó, phải tìm mọi cách khắc phục ha. Bây giờ vấn đề thứ ba là chủ và đồng nghiệp không tốt cái này mình phải làm riêng một video video nữa các bạn mình phải làm riêng một video nữa nhưng mà bây giờ mình nói chung bởi vì á bạn cảm thấy họ không tốt chứ thật sự là họ không phải như vậy cái đó là cái cảm nghiệm của mình cái cảm nhận của mình ha ờ, sống lâu ở đức thì mình biết là người đức họ tốt lắm họ rất nhiệt tình giúp đỡ cho những người không biết gì <laughs> tức là giống như cái anh đó, anh nói là người đức họ luôn không để ai lại phía sau họ không là một ngôi sao mà họ tất cả sẽ là những ngôi sao cái tánh đó là của người đức bạn nói là đồng nghiệp không tốt có có rất có những đồng nghiệp không tốt nhưng mà số đó ít thôi vấn đề là họ cũng muốn giúp mình nhưng mà vấn đề là tiếng đức của mình không giao tiếp được mình không giao tiếp được mình nói một cái quan trọng bạn là lúc nào bạn cũng nên niềm nở và nở nụ cười đó là một cái gây ấn tượng tốt đẹp nhất đối với người người đức ha người ta thích bạn là nên niềm nở và lúc nào cũng tươi cười bạn đừng có căng thẳng quá căng thẳng quá cái mặt mình nghiêm thì người ta sẽ không dám mở lòng với mình người ta không biết mình kiểu gì người ta sợ xúc phạm tới mình cho nên người ta cũng nghiêm với mình luôn người ta chỉ biết công việc thôi cho nên là lúc đó bạn thấy chờ người đức này sao mà họ lạnh lùng quá giống như anh ấy anh ấy cái anh mà anh giết người đức là lạnh lùng ha thật ra không phải vậy đâu ha nghĩa là mình lúc nào cũng nở mụ nụ cười và lúc nào cũng cầu tiếng mình luôn luôn cười mình cười nói cái cười của mình á để gây cho người ta có thiện cảm bạn thử nhìn vô tấm gương đi cái gương của bạn hãy cái mặt bạn bạn đối xử làm sao á thì bạn hãy coi cái người ở trong gương á là đồng nghiệp của bạn đi bạn không cười với họ thì họ cũng không cười nổi với bạn ha bạn phải cười mệt mỏi mấy cũng cố cười và cái quan trọng người đức quan trọng nha vào gặp nhau hello cái đã đó, quen hay không quen gì cứ hello gặp nhau hello hoặc là cuốn thanh thác hoặc là cuốn morgan hoặc là cuốn a bên nếu mình làm cả đêm ha cái lời chào cao hơn âm cổ người đức họ cũng vậy mình cứ hello đã để tạo cho là cái lời chào bạn đừng có sợ sợ bạn không hello nha bạn cứ hello kể cả gặp chủ bạn cũng hello người ta người ta là người chủ nhưng mà bên đức là người ta không có phân biệt là chủ tớ nhiều lắm đâu ha mình cứ há lô với chủ luôn còn chủ không há lô với mình là chuyện của chủ mình cứ há lô ha mình tất cả mình gặp mình phải chào và mình hãy nở nụ cười niềm nở nhất có thể ha kể cả mình ngày hôm đó mình khó chịu mấy nhức đầu mấy cũng phải nở nụ cười chứ đừng cái mặt đâm đâm bảo tôi đang khó chịu tôi đang bệnh này nè vẫn phải đi làm nữa nè ha đừng có động tới tôi bạn mà như vậy á thì bạn sẽ không lấy được cái thiện cảm của người đồng nghiệp đâu của chủ đâu ha mình bệnh mình cũng cố nở nụ cười thì người ta sẽ thông cảm mình hơn mình nói là hôm nay mình hơi mệt đó, bởi vì cái thời tiết mình không hạp thì người ta sẽ thông cảm mình hơn mình vừa nói nhà mình nhẹ nhàng mình cố nở nụ cười nó nhưng mà mình vẫn cố gắng được mình 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 phải thể hiện như thế chứ mình đừng có lấy cái tôi của mình ra mình ịn lên á thì người đức họ không thích đâu họ không thích cái điều đó ha. kể cả mệt mấy cũng phải cố khi nào làm không nổi nữa thì mình nói là hôm nay mình làm tới đây thôi mình làm không nổi nữa mình xin phép về sớm thì người ta sẽ khi bạn tạo được cái thiện cảm cho họ rồi á thì bạn muốn về sớm người ta sẽ cho bạn về sớm nghĩa là sức khỏe bạn không bảo đảm được người ta còn khuyên bạn là nên đi bác sĩ đi đi khám bệnh đi đó, đó như vậy ha là mình nói là một phần do mình là mình phải nhìn vào tấm gương đi mình nói là các bạn đứng trước gương đi các bạn cười thì cái người trong đó sẽ cười với bạn niềm nở người ta cởi mở với người ta người ta cởi mở lại với bạn người đức họ cũng như vậy đó ha và cái tiếng đức của mình nó phải đủ để giao tiếp các bạn phải giao tiếp được phải nói chuyện được thì mình sẽ làm một cái video là tại vì mình mới học phổ thông ra mình rất ngại giao tiếp đúng không các bạn mình không biết phải nói cái đề tài gì nói câu chuyện gì đó mà bởi phải mình phải làm video mình sẽ gợi ý cho các bạn nên nói những đề tài gì ha thì khi mà mình nói chuyện với người ta giao tiếp được với người ta thì mới hiểu nhau hơn hiểu nhau hơn thì người ta sẽ không khó với mình đó, người ta sẽ tốt lên với mình, tại vì không hiểu nhau, càng không hiểu nhau càng lạnh lùng với nhau thì cái khoảng cách đó nó cứ kéo 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 ra, nó càng xa nhau, nó không gần nhau ha. thì người ta đã khác văn hóa mình, đã khác ngôn ngữ mình, thì mình muốn lấy được cái thiện cảm của người ta thì mình phải cố gắng ha các bạn ha. rồi đó là ba cái vấn đề mà mình thấy mà hôm nay mình nói chuyện với các bạn ha. Bây giờ là mình biết là các bạn là xa nhà nè, xa gia đình nè, rồi khác biệt văn hóa nè, khác biệt ngôn ngữ nè, rồi thời tiết ẩm thực nè, rồi uh, áp lực học hành, áp lực uh, vất vả đủ thứ nó dồn nén lên các bạn ha. Nhưng mà không còn cách nào khác. Các bạn phải thật sự cố gắng và mình cũng đang uh, bơm máu lên để mà cùng với các bạn giải quyết vấn đề này ha Tạm biệt các bạn đừng bỏ lỡ những video sau ha mình sẽ tiếp tục là dính vào cái chuyện này với các bạn ha Tạm biệt chúc các bạn là xem video của mình vui vẻ và tìm ra được cái hướng đi tốt đẹp nhất cho tương lai của mình Hẹn các bạn video sau ABC mascot